Sự thật ngoài sức tưởng tượng của bạn, các chiến binh sẽ ra sao khi không đạt đến đỉnh danh vọng? Quá trình để các chàng tinh binh chinh phục cô nàng Trứng được ví như một cuộc đua marathon cực kỳ hấp dẫn. Yêu cầu các chiến binh cần phải tinh nhuệ nhất, bơi nhanh nhất và may mắn nhất vì cuối cùng chỉ có một chú thành công. Trên hành trình danh vọng ấy, đã rất nhiều chú tinh binh sẽ phải đắm mình trong bể axit hay hóa thân thành axit amin khi bị tế bào bạch cầu tiêu diệt. Những anh chàng may mắn hơn khi vượt qua 7.749 kiếp nạn ấy để được tận mắt diện kiến cô nàng Trứng đồng đảnh, nhưng rồi cũng bị đá bật bởi kiếp nạn cuối cùng mang tên Trung Thủy. Một trứng chỉ chọn đời sống với một tinh binh mà thôi. Đương nhiên chỉ chiến binh khỏe nhất, bơi nhanh nhất, mưu trí nhất với chinh phục được mảnh đất vạn người mê ấy. Những thanh niên xấu số sẽ kết thúc hành trình gian truân bằng việc bị đào thải ra ngoài cơ thể dưới dạng chất nhờn. Nếu bạn muốn rèn luyện một đội quân hùng hậu, thiện chiến để chuẩn bị cho hành trình khó khăn ấy thì còn đợi gì mà không mua ngay bí kíp săn rồng vàng. Hào biển OB tay chơi thứ thiệt tiêu diệt mọi hiểm nguy uy nghi đón rồng vàng. Hào biển OB có chiết xuất từ tinh chất hào sữa tươi, rất giàu kẽm sinh học, dễ dàng hấp thu và chuyển hóa. Bổ sung hàm lượng kẽm thiếu hụt cho nam giới, kích thích tái tạo tinh dịch, tạo môi trường thuận lợi nuôi dưỡng tinh binh khỏe mạnh. Với vitamin E và selen sinh học trong hào biển có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào tinh, hạn chế tình trạng dị dạng. Vitamin B9 là thành phần quan trọng trong việc tái tạo và thúc đẩy lưu thông lượng máu, đem dinh dưỡng và oxy để nuôi tinh binh khỏe mạnh, giúp khả năng di động tốt hơn, nhờ đó hiệu quả thụ tinh cao hơn. Vì vậy, nếu bạn đang loay hoay tìm giải pháp sớm có con hoặc cải thiện tình trạng tinh binh yếu, hãy để lại số điện thoại hoặc thông tin để được tư vấn ngay nhé.